sở dĩ mà tôi phải nói là giới thiệu cái giới ngôn ngữ học là bởi vì đấy là cái nghề mà chị Hoa chị trình bày giới ngôn ngữ học thì trình bày một vấn đề ngôn ngữ học thì cái người làm ngôn ngữ học họ muốn nghe, biết đâu về họ họ biết với bài học cãi thì chị Hoa không hay mà. À, bây giờ tôi xin hôm nay đã đến dự để trao đổi thôi, một cái buổi trao đổi rất là không chính thức, nó cũng không phải học thuật gì hết, cho nên ai có thắc mắc gì xin cứ việc hỏi ạ, loại câu hỏi gì cũng được, miễn là nó ở trong phạm vi cuốn sách thì tôi sẵn sàng được hân hạnh được chia sẻ. Thế còn để trước khi vào cái cuốn sách này thì tôi phải nói cảm ơn Huỳnh Yên Trà My là cái người đã có công từ đầu. Không có Huỳnh Yên Trà My thì chưa chắc cuốn sách này bây giờ nó đã nằm ở trên cái bàn này đâu. Thành ra là xin được nhường vài lời cho Huỳnh Yên Trà My. Dạ, người ta muốn nghe nhà tác giả chứ không nghe cái người nói đã rồi. Trong nghe trong quận đó không à, chẳng đây là minh họa chứ không phải cuốn sách đây. Minh họa thì được. Cái này cái anh giáo phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, phó giáo sư tiến sĩ Andre Hòa Phạm, tức là Phạm Thị Hòa, nói Phạm Thị Hòa cho nó tiện, nó gần gũi nữa. Thì thế này, tức là trước đây Trà My làm nhà xuất bản Đà Nẵng, thì khi cửa sách này á cách đây 4-5 năm thì nó chưa có cái gì hết, chưa có đề cương, chưa có bất cứ cái gì hết, thì hai chị em hai đứa ngồi bàn bảo thôi làm cái cuốn này đi, ok. Thế làm cái đề gì, thì cái đề này cái đề đầu tiên mà bạn bè mình nghĩ ra, tức là cái đề này cũng người ta tranh cãi rất là nhiều, người ta bảo chưa chắc gì là cái những nguồn gốc hình thành nó lớn quá đi, nhưng mà mình nghĩ rằng cái nguồn gốc hình thành này nó không lớn, và tôi có thể tôi chạm vào một góc nào đấy chứ tôi không chạm hết tất cả. Thì và cái đề này là đề để bán sách, tôi nói thật, nếu tôi là người làm sách thì cái đề này là đề bán sách chứ vì giờ nó âm vị ngữ âm rồi này kia chắc chả ai mua cả, và cũng để trong kho dài dài thôi, nhưng mà cái quyển sách cái tên này thì là bán rất chạy, nói thế để các anh chị thông cảm trước cho cái này, để nói thế để cho nó có gì đấy mình đỡ phải thắc mắc. Để cho chen vào đây một chút thì tôi là tôi đi ra khỏi nước hơn 30 năm rồi, thì ghi viết cái cuốn này cũng rất là khó khăn vất vả, nhất là cái những cái thuật ngữ. Thì khi mà tôi nghĩ là dùng cái phải có mình có phải đồng ý cái đề tài này, cái đề tên đề như thế nào thì được hả, thì với tôi nó đơn giản nguồn gốc, tức là cái xuất xứ ở của một cái gì đó, nó từ đó nó đi đến đây. Thì đấy là cái cách tôi hiểu cái nghĩa cái chữ nguồn gốc là như thế. Thì đây là thực sự đi tìm cái xuất xứ của giọng Quảng Nam, thì tôi nghĩ như vậy nó cũng không đến nỗi là quá đáng lắm. Còn cái sự hình thành ấy, là chính ra cái sự hình thành là cái nội dung của cái dòng tiếng Anh. Tôi có nói nhà xuất bản Đà Nẵng đừng có bỏ cái dòng tiếng Anh vào trong cái ngoặc, vì nó không phải là dịch của cái tiếng Việt mà nó là một phần của cuốn sách. Thì nó chính là cái biến đổi của âm thanh tiếng Việt, không phải chỉ giọng Quảng Nam đâu. Qua tiếp xúc, nhưng mà cái đó cũng chưa hết nội dung đâu, bởi vì một phần là tiếp xúc, còn một phần nữa là những cái vận động bên trong, cái vận động nội tại của ngôn ngữ, chứ không phải nói là giọng Quảng Nam là từ Hà Tĩnh và Thanh Hóa bắt đầu anh Quảng Nam hoặc là anh gì đó cái thế, tại sao nói không khác người Thanh Hóa và khác người Hà Tĩnh, cái đó nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Thì trong cái cuốn sách này tôi cũng chỉ cố gắng đưa ra cái câu trả lời dựa trên những cái chứng cứ ngôn ngữ học và chứng cứ lịch sử di dân, tôi dựa vào sách sử để tôi đưa ra cái giải thuyết của tôi. Như anh Hồng Dũng nói, chưa trả lời hết những cái câu hỏi còn bỏ ngỏ nó ở trong chương 8. Nếu quý vị đọc đọc chương 8 thì sẽ thấy nó là hết. Cảm ơn Trà My ngắt lời trên đó đủ rồi. Nói tiếp thôi. Tức là mình cũng thông báo thì các dạng là dạng thông báo thôi. Cái lý thú là giọng Quảng Nam đã thu hút sự quan tâm không chỉ của người Quảng Nam, những người yêu mấy con người và vùng đất Quảng Nam hay các nhà ngôn ngữ học Việt, mà còn thu hút sự chú ý của các nhà ngữ âm, âm vị học trên thế giới. Những câu hỏi nghiên cứu ban đầu của đề tài này đã được tác giả trình bày ở các hội nghị ngôn ngữ học quốc tế, như hội nghị của Hội Nghiên cứu các nước Đông Nam Á ở Bangkok, ở Indonesia,
hội nghị của Hội Ngôn ngữ Lịch sử Thế giới tổ chức ở Texas, Hoa Kỳ. Như thế thì thấy rằng cái giọng Quảng Nam, bên đây tôi đùa, tôi bảo giọng Quảng Nam tôi không phải từ cái dốc sỏi trở vào ra đến cái Đài Phát Văn nữa, mà nó qua ra tiết ở ngoài, ra ngoài thế giới luôn rồi. Cái đây là có thể nói là cái mà tôi cảm ơn họ rất là nhiều. Và tôi thay mặt cho, phải thay mặt, tôi là một người Quảng Nam mà, thì tôi rất tự hào chuyện này. Tôi nói chuyện đấy là vì thế đấy. À, có cảm ơn qua thì có cảm ơn lại, là vì cái dân làm ngôn ngữ học thế giới họ rất biết ơn cái tư liệu từ dòng Quảng Nam, tức là mình cung cấp cho thế giới một cái kho báu đó, chứ không phải là một chiều đâu, cái gì cũng phải hai chiều đúng không ạ? Nói lại tiếp thế này, tức là cả khi mà cuốn sách ra đời đến hôm nay thì râm ra nha, râm ra, nhất là trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến nói ra nói vào, bàn tới bàn lui, và có những ý kiến gần như phản bác nữa kìa, chứ không phải là đơn giản là họ đồng tình hoặc không đồng tình, họ rất khó chịu về cái tập sách này. Thì có cái đó là có lẽ là mình phải hiểu là vì cái gì đấy, động cơ nào đấy, thì cái đó tính sau, vì nó là đằng sau. Còn cái phía trước á, mình chỉ biết là họ nói cái này nó không chuẩn. Có nhiều người thậm chí họ nói quyển sách này không đáng đọc, đến độ như thế. Thành ra chính tác giả đặng ở tiết bên trời Tây khăn gói quả mức về đây cả bao nhiêu năm trời, gần như 1/4 thế kỷ đấy, của họ là dồn 1/4 thế kỷ để có ra cuốn sách này. Thành ra cũng bức xúc, thật sự bức xúc. Mà tôi thì tôi ở đây tôi nói chả có gì Quảng Nam hay cãi bình thường, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Thế thì Hòa cũng có vẻ cũng hơi lắng xuống một tí đó. Thì như có vài cái ý để thấy rằng người ta cũng rất là quan tâm. Ví dụ chị Mai Nhung mà tổng biên tập báo Nông Nghiệp đó, Đông Thôn Ngày Nay á, chị có nói rằng này trên mạng như thế này: với Hòa thì nữ nhi đã làm nên chuyện lớn, vì trước nay có ai đã dám bỏ công sức và cả thời gian ra nghiên cứu đề tài khó và thú vị này đâu. Và ông tiến sĩ Chu Hảo thì ông có nói ngay là khi mà chúng tôi mời ông á, thì ông nói là tôi đi chứ vì quê ngoại tôi ở Thanh Quyết, rất vinh hạnh được nghe cô giảng giải về tiếng nói của quê hương mình. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những người mà họ rất là tâm huyết với cái cuốn sách này. Và lời cuối cùng tôi muốn nói với Hòa một tí thôi, tác giả tí thôi, thì chắc là Hòa với là các bạn ở Đại học Tổng hợp mà ngồi dưới này cũng khá đông đấy. Thì nhớ là hồi mình sống với nhau ở cư xá Nguyễn Huệ, 27 Nguyễn Huệ, thì hồi đó dù là đói rã ruột luôn, nhưng mà tối cuối tuần nào á cũng ngồi lại với nhau tấm tình làm trước khi ngủ, nói đứa này cái này đứa kia cái kia, thì họ đề nghị là Trâm My nói tiếng Quảng đi. Thế là tôi đành phải nói đâu, vì mỗi đứa phải cá nhé, bây giờ đứa hát đứa hò tôi không biết hát hò, thì thôi tôi phải nói tiếng Quảng vậy. Thế thì tôi nói tiếng Quảng để mà mấy đứa nó đề nghị xong, bảo là thôi cứ ra cái giống như giải thưởng thế, cái đứa nào mà trả lời đúng hay là nói đúng lại tiếng Việt chuẩn á thì được ăn cái gì đấy hay được cái gì đấy, ông mừng lắm chứ, cậu đói mà. Thế thì tôi mới nói cái hai câu thôi: cái mì ăn cái bánh cồn nhỏ ồn mà ra mì cột dứt tùm lôn đi miệng đó mày, hoặc là màn thì màn ăn chẳng là ràng trên đầu ấy quạnh bắt là rạc rác già trước cỏ sầm cỏ thắng quá. Thế thì sau đó là cả bọn cười luôn, và mỗi đứa dịch sang tiếng Việt chuẩn một cách rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng tôi chấm lại là không đứa mô chính xác 100% ấy, và cái phần thưởng nó không có thuộc về ai cả. Thì bây giờ tôi là Phạm Thị Hòa đây, thì cựu sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Huế sẽ giúp cho dịch ra cái đó và lý giải thêm về tại sao nó có cái âm a âm o kỳ lạ như thế. Xin cảm ơn. Phải dịch cái mấy cái câu đó. Tôi nói là nói chung đấy, nhưng mà dịch cái câu đó đi.